từ đầu đợt dịch COVID-19 đến nay, lực lượng bộ đội biên phòng cả nước đã phát hiện hơn 17.400 trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở biên giới. Trong đó, số nhập cảnh trái phép qua các tỉnh biên giới phía Bắc tăng cao, cá biệt như tại Cao Bằng, con số này lên tới hơn 5.300 người. Hiện Bộ Tư lệnh Biên phòng đang duy trì hơn 1.600 tổ chốt, thường trực 24/24 giờ tại các đường mòn lối mở. Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động người dân biên giới không tiếp tay cho các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, lực lượng biên phòng sẽ siết chặt quản lý đường mòn lối mở, trong đó tăng cường kiểm tra, tránh sự lơ là tại các chốt kiểm soát, quyết tâm ngăn chặn sự lây lan COVID-19.